Hôm nay tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đoàn đại biểu nước Cộng hòa Chile do cựu Tổng thống Michelle Bachelet làm trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt thân mật với các đại biểu Việt Nam để cùng ôn lại các dấu mốc kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile, ngày 25 tháng 3 năm 1971, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Cựu Tổng thống Chile bà Michelle Bachelet xúc động kể lại những kỷ niệm của tuổi trẻ khi bà cùng đoàn thanh niên cả nước xuống đường tuần hành phản đối chiến tranh tại Việt Nam. Bà cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển đất nước Việt Nam, cũng như miêu tả sự tương đồng trong bối cảnh lịch sử hình thành phong trào cách mạng giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, cựu Tổng thống Bachelet cam kết chính phủ và nhân dân Chile luôn là một người bạn chân tình, gắn bó cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam trong sự phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, cũng như vì một tương lai hòa bình, ổn định. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Hà Kim Ngọc ghi nhận và cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt mà cựu Tổng thống Michelle Bachelet đã dành cho đất nước và con người Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ, hơn nửa thế kỷ qua, dù hai dân tộc Việt Nam-Chile ở cách xa về mặt địa lý, nhưng vẫn luôn gần gũi, gắn bó và chia sẻ những giá trị quý báu về độc lập, tự do, hòa bình, hợp tác và phát triển sẽ tiếp tục là mục tiêu, khát vọng chung của hai nước, hai dân tộc, đồng thời là nền tảng cho mối quan hệ đối tác toàn diện bền vững giữa hai nước trong nhiều thập kỷ tới. Thưa quý vị, nhận lời mời của thị trưởng thành phố Poitiers miền Trung nước Pháp, bà Léonore Moncondui, đại sứ Đinh Toàn Thắng và đoàn công tác của đoàn đại sứ Việt Nam tại Pháp đã có buổi làm việc và gặp mặt các cơ quan tổ chức của vùng Nouvelle-Aquitaine và thành phố Poitiers trong các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như giáo dục, đào tạo, văn hóa, hợp tác nông nghiệp và môi trường. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Việt Nam từ lâu đã trở thành thị trường quen thuộc của nhiều doanh nghiệp Pháp. Cùng với đó, nước Pháp cũng là phép thử cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể từng bước có được sự tin tưởng và đón nhận từ các quốc gia khác trong khối Liên minh châu Âu. Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam cũng trao đổi với lãnh đạo địa phương Pháp về các khả năng thúc đẩy giao thương, tăng cường hợp tác và phối hợp xây dựng các dự án về giáo dục và đào tạo nghề. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 sẽ là cơ hội để lãnh đạo thành phố Poitiers cùng gặp gỡ làm việc với các đối tác Việt Nam để tìm kiếm thêm những hướng hợp tác phát triển mới và lâu dài cho cả hai bên. Trong khuôn khổ chương trình tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, thị trưởng thành phố Poitiers, bà Léonore Moncondui đã chủ trì lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp. Thưa quý vị, nhân dịp dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đại tướng Lương Cường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được, thực sự là lực lượng chuyên trách nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, các nghị quyết, đề án chiến lược về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của quân đội, thường xuyên cảnh giác các thế lực thù địch phản động, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Trong đợt cao điểm Tết Quý Mão, đơn vị đã xử phạt và nộp ngân sách nhà nước hơn 56,4 tỷ đồng. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức chuỗi sự kiện Bình Dương khởi động kết nối phát triển mới, đồng thời ký kết với 9 tỉnh về hợp tác phát triển hạ tầng khu công nghiệp đô thị dịch vụ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Bình Dương đã thành công với mô hình công nghiệp đô thị dịch vụ. Tuy nhiên, để giúp các nhà đầu tư dễ dàng triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương chuyển mô hình sang công nghiệp đô thị dịch vụ thông minh và xa hơn gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái mới, góp phần tăng năng suất lao động nội tỉnh nhằm thu hút tiến lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp. Thành tựu 25 năm đổi mới về phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương có quy mô nền kinh tế đạt hơn 400.000 tỷ đồng, gấp 104 lần năm 1997.
Dịp này, 9 tỉnh gồm Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa đã ký kết với đại diện Tổng công ty BKMX, IDC, đại diện chủ đầu tư liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore để nghiên cứu phát triển khu công nghiệp trong thời gian tới. Thưa quý vị, tối nay từ 20:30 đến 21:30, 63 tỉnh thành trên cả nước đã tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023. Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng. Chiến dịch Giờ Trái Đất khuyến khích các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh tắt các thiết bị điện không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong 60 phút, từ 20:30 đến 21:30, ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Năm 2023, việc tiết kiệm điện và năng lượng lại càng được nhiều người quan tâm, bởi tại nhiều quốc gia, tình hình lạm phát tăng cao, khó khăn về kinh tế và khủng hoảng năng lượng khiến việc hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đánh dấu hành trình 15 năm kết nối và lan tỏa, chiến dịch Giờ Trái Đất tại Việt Nam năm nay được triển khai với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Mỗi năm, Giờ Trái Đất lại đưa ra thông điệp khác nhau, song cùng chung một ý nghĩa là giữ gìn và bảo vệ trái đất xanh hơn. Tại sự kiện, Bộ Công Thương kêu gọi tất cả người dân Việt Nam nói chung, người dân thủ đô nói riêng hãy thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường thường xuyên trong suốt 365 ngày của năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Năm 2022, sau một giờ tắt điện hưởng ứng chiến dịch, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng trên 309.000 kWh, tương đương số tiền khoảng hơn 570 triệu đồng.